nè chị. Ơ quên ăn cái viên chiên nè chị. Giờ mặt rồi luôn rồi. À, mà ám hút ra sớm lạnh mèo quá. Đây anh sẽ tặng cho em một tờ vé số, số 41. À, 2 tỷ. Không, không phải 2 tỷ, 41 là năm tuổi của anh đã. À, năm 41 tuổi. 41 tuổi. Đúng rồi. Dạ. Nên bởi vậy tặng cho em, ngày mai em trúng thì anh lấy 1 tỷ còn nhiêu lại đưa lại cho em. Ủa. Không, em nghĩ là giống như là anh lấy 1 tỷ 8 luôn. Ủa. Rồi còn thuế nhiêu rồi còn dư mấy chục lẻ em lấy cho. Dư vậy. Nãy lòng mới thương, anh chỉ tặng những người thân thôi. Có thân không? Có thân là thân ai nãy lo. Ủa chị hai mỗi ngày mà chị hai có lộn ai không? Cái này xin dơ. Trời ơi. Cái này là xin dơ. Tội nghiệp nên cho nha. Ồ, cái này anh nên đi nó không cho mày vô là xin dơ đó mọi người. Bây giờ nãy em anh cho nó xin dơ. Không, bây giờ thấy em, anh ơi. Không ăn cái gì kia ăn nghe em nè anh ơi. Anh ơi. Cũng bắt xù quá à. Anh ơi, chị ơi, em nè, trời ơi chết rồi, anh bán gì vậy? Bán chiêu mà có tướng vậy hả? Đâu cho em chiêu đi, cho em một chai chiêu, ăn chiêu đi. Ê chứ hello mọi người nha, lời nói đầu tiên xin cho Vedette Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Vương Gái Biên Chiên và kênh YouTube của Toàn Vlog. Đó thì hôm nay là thứ sáu nha mọi người nha. Thứ sáu thì dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai mọi người đã thấy rồi. Tháng 7 đã bán chậm rồi. Hôm nay là trời khơi mưa khưa sùm khum nù khu. Đó hôm nay thì mưa thì trước đó là những anh chị đã đến quán rất là sớm rồi mọi người ơi. Đến từ lúc mà 6 giờ chiều nè mọi người thấy không? Đó bên khu A nè. Đó khu A nè thấy không? Đó khu B nè. Rồi bên khu C nè, rồi khu D nè. Đó thì bây giờ là xa xa em đã thấy những anh chị bên nước ngoài đó. Nghe đây đó là bên Đài Loan. Đó bên Đài Loan đi về đi Phương. Bây giờ là em sẽ qua em chọc. Rồi để em nói tiếng Ấn Độ với ảnh luôn nha. Dạ khạp buôn kha một nạch na khạp 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 la. Ủa tiếng Anh là tiếng anh này người Ấn Độ hả anh? Anh chỉ em nói vài câu Ấn Độ được không? Cảm ơn anh, ủng hộ lắm. Anh người Ấn Độ anh biết Ứng Nguyệt không? Không biết hả? Không biết Ứng Nguyệt. Vậy anh ứng em đi. Anh ơi, anh ơi, anh có coi phim cô dâu 8 tuổi không? Anh đi nè. Cô dâu 8 tuổi. Biết em nè. Em không phải cô dâu, em là cô hồn. Nhỏ kia là cô dâu 8 tuổi, em là cô hồn tháng 7. Anh sao mày không hỏi đi? Anh ơi, anh có coi Aladdin và 40 tên cướp không? Không có coi. Anh có coi em không? Không coi. Anh ơi, ý là mình đang quay với mình nói cho em vui vẻ nha. Dạ tại anh cũng người nước ngoài, anh đẹp trai nè, phong lưu nè, hảo hán nè. Anh nói một câu với khán giả đi, anh có coi em không? Để có, anh nói có nhưng mà hơi ngượng chút xíu. Hơi ngượng chút xíu nha mọi người nha. Đây thì em xin giới thiệu với mọi người, đây là những anh chị mình ở bên Đài Loan mà mình về Việt Nam đi du lịch đúng không chị? Dạ. Đó dễ thương không mọi người đó. Ủng hộ nhiêu? Ủng hộ 500.000 cái viên chiên. Hello Adeline, my name Thu Phương, my girlfriend Vietnam next top model. Top model. Model nè. You. Đó, model. Đẹp không? Hot model. Hỏi tuổi là sao anh? Hỏi tiếng Ấn Độ. Tiếng Anh cũng được luôn hả? Em đâu biết tiếng Anh đâu. Trời ơi, phơi đồ đi ông nội. Anh hai đòn. Anh hai đòn, anh hai đòn, anh phơi đồ nhà đi. Vô đi, vô hai anh em mình vô nè. Hai ba vô, đi khắp thế gian này vô. Anh muốn đi đâu em cũng chiều anh tới đó. Có hai bàn tay, trước giờ em chưa nắm ai. Em cũng như tình đầu hôm nay là em lấy chồng. Hello anh. Anh có xúc bình xăng không? À có bình xăng ướt nhẹp, phải bình xăng ướt nhẹp, ngày mai lại em xúc đi. Nè anh này hôm nay khách mới nè, anh lại đem xúc bình xăng nè thấy không? Có xúc bình xăng không? Có, anh ơi, kêu anh có đi. Sửa xe, sửa xe, xe hư á vô mình xúc bình xăng. Rồi, ok. Em hỏi anh là có xúc bình xăng anh nói ok nha.
Rồi bây giờ hỏi lại nè, coi như là nãy giờ mình chưa biết gì nha. Rồi là bây giờ em sẽ hỏi khách của em là Du, Du có xúc bình xăng không? Trời ơi, đổ mồ hôi luôn. Hồi nãy mới vừa la ok. Bây giờ là em nói Du cái gì Du cũng phải ok. Cái gì con? Con nói gì con gái của mẹ? Đi lễ với mẹ đi, chúc cô lại nha. Dễ thương quá. Nhiêu tuổi rồi? Gái nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi hả? Trời đó. Cái mặt môi đồ người mẫu không? Du, Du thấy này sao? Ngon không? Keo không? Du nói đi, măng tre. Không nói, nói Du nói theo cái gì kêu em là gì? Theo tôi. Du nói theo gơ nè. Ủa không? Du nói theo gơ nè, măng tre. Keo ly. Mãi mặn thầm thì. Ok ok, để vậy vậy. Đây anh ơi. Đây chụp hình trời ơi. Chụp hình này đi đâu vậy? Ôi chụp hình mà. Anh ơi, anh ơi. Trời ơi. Chụp hình nè. Anh chạy đi đâu vậy? Anh bỏ chị đó. Trời ơi sao bỏ em rồi? Honey. Honey. Honey bỏ em là chút nữa em ho ra mà. Cái gì? Quậy quá chứ quậy rồi. Giờ đi về hả? Ok bé. Lấy liền không? Hay mai lấy. Giúp đi con. Được chưa? Ok, cảm ơn nha, cảm ơn bé, cảm ơn hai đứa nha. Dạ, cảm ơn chị. Dễ thương quá. Giờ trở lại với lại anh người Ấn Độ, giờ em không biết nói tiếng Ấn Độ, giờ em nói sao trời? Cái gì? Cái gì? Là hỏi ảnh Lady Boy hả? Hay là hỏi Phương? Hỏi xù đúng rồi, hỏi đi đúng rồi Phương, hỏi đi. Ai ai ai? Đây chị ơi, em tới chị đây, hello chị. How are you? Hello. Hello. Hello chị. Cảm ơn chị nha. Gọi chị ăn gì kêu thêm đi, không có tính tiền nữa. Thiệt không? Khách của em khen đẹp không là em không bao giờ tính tiền. Thiệt không? Dạ, tại vì cái khâu tính tiền là không phải của em. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Ủa chị với lại mọi người về để lâu chưa chị? 5 ngày hả? Dạ, 5 ngày. Rồi sao biết ở đây mà lại? Có clip á hả chị? Ồ. Có clip em hoài luôn đúng không? Dễ thương bởi vì chị trẻ hoài luôn thấy không? Bà cười thấy bà trẻ hoài luôn. Ai vậy ta? Dạ, nó quậy quá chứ quậy rồi. Ở đây đợi em xem nào chính nó về Quy Nhơn luôn, cảm ơn nữa. Về Quy Nhơn luôn nha. Chịu không? Chịu đòn ý đi em về Quy Nhơn luôn. Về Quy Nhơn mẹ. Đèn lắm ơi. Quê quý Phương. Quá đẹp luôn. Cảm ơn nha. Em chụp bao bé? Vô ba chị em mình chụp. Cười lên ngon, thả tim đi. Thả tim đi. Thả trái tim nè. Con ơi thả tim cho mẹ ơi. Nè nè. Nó buồn vậy. Rồi 1, 2, đâu hả? Rồi. Nuôi cung đi. Lẹ. Ok, cảm ơn. Cho dù bổn cung với lớn rụng đi chăng nữa, chức chị vẫn cao hơn em. Để chị vô đi con. Ai vậy con? Em nghe ông xã. Của ta bị vợ. A của mũi. Trời đâu chưa mấy anh chị nè. Ok ok bé. Chụp với anh. Anh dập ra hai chị em luôn.
Hay. Ủa đẹp chỗ nào em thấy cô Phương đẹp chỗ nào? Điểm thiệt á. Trời ơi, vậy tôi ăn gì kêu đi em không có tính tiền. Phải không? Lấy những viên ăn. Ok bé, hai chị em mình nè. Y chang luôn á trời. Lâu lắm rồi đúng không? Đúng rồi, mới nhận đạo rồi. Hẹn ngồi luôn anh. Ở đâu anh? Ở đâu? Ở đâu? Nè qua đây mà đi ngồi em. Ba người đúng không anh chị? Ra trước. Anh muốn ra trước hay là anh muốn vô trước? Hôm nay bên em có combo nè, 150 bao phòng tặng đĩa album Lý Hải với lại một bánh trung thu với con dép. 135 ngàn được không? Trời ơi, trả giá nè, thấy không? Tháng 7 đó là cũng được, anh còn trả giá nữa. Anh trả giá thì là con em đâu nuôi đi chờ. Anh chứ có khi đào chưa em nha. Mẹ là con thì vậy. Con trai kìa. Trai của mẹ. Không nói gì luôn á. Không tưởng mà. Có hồng tưởng mà không nói gì hết. Thôi.